Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ trở lại với buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Hôm nay đội mới bắt đầu tập trở lại sau 2 ngày nghỉ với trận đấu với cả SHB Đà Nẵng hồi cuối tuần vừa rồi. Đây là các cầu thủ đang đá ma trước buổi tập. Thì các cầu thủ sẽ đá ma để khởi động nhẹ, lát nữa xong thì họ sẽ đi khởi động. Đây là Seo, Amido. Phía bên đây thì có các cầu thủ đã chia làm hai đội để đá ma. Bên đây là có Tiến Dũng nè, Ngô Hoàng Thịnh nè, Huy Toàn, Vũ Tuấn, Phi Sơn, Công Hiển, Văn Sơn, Thanh Bình và Phạm Văn Thành. Bây giờ thì các cầu thủ đang bắt đầu vào buổi tập. Hôm nay thì các cầu thủ sẽ tập chạy. Họ sẽ chạy nhỏ xung quanh sân. Hôm nay thì đội đang tập bên sân vận động quân khu 7. Đây là buổi tập đầu tiên sau cái trận đấu nên là chắc là các cầu thủ sẽ chủ yếu là chạy để thả lỏng cơ và lấy lại thể lực thôi. Trong đội hình hôm nay thì chỉ thiếu đúng một tiền đạo Nguyễn Quang Nam, tại vì anh Nam anh bị sốt nên là anh được nghỉ buổi tập ngày hôm nay. Thời tiết của Sài Gòn ngày hôm nay thì lại rất là nóng rồi các bạn ạ. Hiện tại chắc phải đang 36-37 độ rồi, rất là nắng và nóng luôn. Đặc biệt là trên sân quân khu 7 này còn không có mái che nữa nên là các cầu thủ cũng có vẻ như rất là uể oải. Close my eyes.
bây giờ thì trong đội đã chia ra làm hai top, và mỗi top sẽ chạy một vòng sân xung quanh sân, và hai top sẽ phải giữ đều khoảng cách với nhau. Đây là các cầu thủ sẽ chạy này, chạy hết cái vòng sân này và vòng qua cái cột ở dưới đây đó. Họ sẽ chạy một khoảng thời gian nhất định và phải hết được cái vòng sân này. Ở trong đội Hồ Chí Minh hiện tại thì chỉ có một mình Babe Diakite là phải tập riêng thôi, bởi vì sau trong trận đấu với SHB Đà Nẵng vừa qua thì anh cũng hơi bị đau, anh có bị đau nhẹ nên là hôm nay anh sẽ được tập riêng, và mong rằng chấn thương của anh cũng không có gì nặng để trận với Bình Dương sẽ trở lại. Trận với Bình Dương thì sẽ diễn ra vào thứ hai tuần sau. Đây là top thứ hai. Đó, các cầu thủ sẽ cứ chạy xung quanh sân như vậy. Ngày hôm nay thì từ thủ môn cho tới các tiền đạo hay là các cầu thủ trên sân đều sẽ tập một bài này hết. Các thủ môn sẽ không có bài tập riêng mà sẽ phải tập chung. Và các cầu thủ sẽ tập chạy như thế này trong vòng khoảng tầm một tiếng. Những cái bài tập như này hình như là để giúp các cầu thủ phục hồi lại thể lực thì phải. Vì đây là một buổi tập mà đầu tiên sau trận đấu nên là đa số là các cầu thủ sẽ chỉ tập nhẹ thôi, không có tập những bài gì nặng. Nhưng mà trông vậy thôi chứ cái bài tập chạy này nó cũng rất là nặng á. Các cầu thủ lát nữa các bạn thấy đang mới chạy có hai vòng, mà lát nữa đến vòng thứ tư thứ năm là sẽ rất là mệt. Sau một hồi chạy thì họ sẽ được đi bộ để hồi lại sức. Họ vẫn sẽ đi bộ xung quanh cái vòng này nhá. Đây, họ vẫn sẽ đi bộ theo, các cầu thủ sẽ vẫn đi bộ theo vòng và sau đó đi bộ khoảng tầm 20 giây, 20 đến 30 giây thì họ sẽ bắt đầu chạy tiếp. Đây là của huấn luyện viên người Hàn Quốc, huấn luyện viên thể lực. Sau khi mà huấn luyện viên Lobo nghỉ thì huấn luyện viên Lee đã đảm nhận vai trò huấn luyện viên thể lực luôn. Bởi vì dịch Covid-19 không có cho đưa một huấn luyện viên nước ngoài nào tới hết. Về đó bây giờ là các cầu thủ lại bắt đầu chạy tiếp nè. Các bạn thử nghĩ mà nếu như mà mình chạy ở dưới một cái nắng mà khoảng 36 và 7 độ như thế này và chạy hoài liên tục luôn sẽ rất là mệt. Nên các bạn trông các cầu thủ chạy đơn giản thôi chứ thật sự ra ở trong sân chạy mệt lắm. Hôm nay là tập full chạy luôn nhá. Lát nữa sẽ có thêm mấy bài tập chạy khác. Hiện tại ở trong đội câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hai cầu thủ đang đi tập trung ở trên U22 Việt Nam nên không có thể tham gia buổi tập, đó là Esan Tiêu và Nguyễn Văn Thành.
Nguyễn Văn Thành và Isan Tiêu đang đi lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam rồi. Mong rằng các cầu thủ sẽ có một vị trí trong đội tuyển. Đây là Tiến Dũng mà. Tiến Dũng đang chạy cùng với Công Phượng, Thanh Thắng, Ngô Hoàng Thịnh, Seo, Trầm Ngọc Đức, Amido, Ngọc Thịnh, Sơn Hải, Hữu Tuấn, Xuân Nam. Tiến Dũng có vẻ nhìn khá là phê rồi đó. Ai bảo tập chạy không phê thì cứ vào đây tập thử nha. À, 2 phút 30 giây rồi, còn 1 phút nữa. Tiến Dũng hình như mới cắt tóc thì phải. Thấy hai bên có vẻ tóc sạch sẽ hơn rồi, hình như mới cắt tóc, đúng rồi. Bây giờ các cầu thủ đang đi bộ thì nhìn Tiến Dũng nhăn nhó. Công Phượng thì đang nói chuyện vui, rất là vui với anh Sầm Ngọc Đức. Ôi sao đây, hình như dính cái gì vô chân rồi. Ok chưa? Ok, để chạy tiếp chưa? Ok, đang bị các đồng đội bỏ lại sau rồi, dí lên. Nhiều bạn nói mình quay cận mặt Tiến Dũng, đây mình quay cận mặt Tiến Dũng cho các bạn xem nhé. Đây là ba thủ môn của Hồ Chí Minh. Bây giờ thì các cầu thủ đang chia thành 4 đội. Mỗi đội 4 người và sẽ sẽ chạy theo lượt từng người một và đổi đội cho nhau. À, mỗi đội 5 người mới đúng. Khi mà một người nào về đến đội rồi thì người kia mới được xuất phát tiếp. Đội của Tiến Dũng sau cuối cùng chạy thì đã về dưới đây. Tiến Dũng đang chung đội với Ngọc Thịnh, Seo Đông Dũng, Phạm Công Hiển và Ngô Hoàng Thịnh. Ngô Hoàng Thịnh thì đã chạy trước rồi. Ok, Tiến Dũng chuẩn bị chạy. Chạy. Lên rồi lại chạy về, khá là mệt đấy, không đùa đâu. Đây là Hữu Tuấn, là Phi Sơn. Ôi chạy nhanh quá, mình bắt không kịp luôn đó. Các cầu thủ sẽ chạy. Đây là Công Phượng,
họ sẽ chạy ở đến điểm giao này, là họ sẽ đổi đội cho nhau. Đây là anh Đỗ Văn Thuận, người mà đã Tiến Dũng nè, anh Thuận là người mà đã chọc Đức Trinh trong cái vụ mà câu giờ đó. Khi mà giao qua cái vòng ấy thì các cầu thủ phải tăng tốc độ lên để làm sao để về được phía đội mình nhanh nhất có thể. Lại đến lượt Tiến Dũng rồi. Tiến Dũng thành thắng. Tiến Dũng đã đổi đội rồi. À không phải đổi đội mà sau khi đó họ phải đổi vòng. Risk it all.